Hãng Savills vừa công bố chỉ số giá văn phòng tại cả hai thị trường là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong quý 3 năm 2015. Trong số hai thị trường thì tại thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động mảng văn phòng đã liên tục tăng trưởng và đang có công suất thuê cao nhất trong vòng 6 năm qua. Sau đây thì phóng viên Võ Vân của chúng tôi sẽ trình bày chi tiết hơn về vấn đề này. Tại thời điểm quý 3 năm 2015, chỉ số giá văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 81 điểm. Nếu so với lại quý liền trước thì đã tăng khoảng 3 điểm và so với lại cùng kỳ năm ngoái, chỉ số này đã tăng khoảng 4 điểm. Đây là biểu đồ thể hiện công suất cho thuê văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh trong vòng vài năm trở lại đây. Biểu đồ này chúng tôi tổng hợp dựa trên số liệu công bố hàng quý của hãng nghiên cứu Savills Việt Nam. Nhìn vào đồ thị có thể thấy rằng là công suất cho thuê văn phòng tại thành phố đã liên tục tăng trong vòng 3 năm trở lại đây. Đặc biệt là tại thời điểm quý 3 năm 2015, công suất cho thuê văn phòng đạt lên mức 94%. Đây cũng là tỷ lệ cho thuê văn phòng cao nhất tại thành phố trong vòng 6 năm qua. Theo nhận định của các chuyên gia nghiên cứu thị trường, thì nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và tăng trưởng GDP của thành phố có mối quan hệ trực tiếp với tăng trưởng trên thị trường văn phòng. Theo số liệu 9 tháng đầu năm 2015, thì tổng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và thành phố đã tăng gần 130% so với lại cùng kỳ năm ngoái. Và chúng ta có thể thấy rằng là đây là nguồn biểu đồ thể hiện nguồn cầu văn phòng tại thành phố trong vòng 1 năm trở lại đây. Nhu cầu thuê văn phòng tại thành phố đã liên tục tăng trong vòng những tháng đầu năm nay. Đặc biệt là tại thời điểm quý 3 năm 2015 thì nhu cầu thuê văn phòng tăng đột biến hơn 140% so với lại quý liền trước đó. Tính đến thời điểm này thì giá cho thuê văn phòng tại thành phố đã tăng khoảng 2% so với lại cùng kỳ năm ngoái và đang dao động ở mức khoảng 560.000 đồng một mét vuông mỗi tháng.